À, xin chào mọi người á. Đây, tối ngày hôm qua là tối ngày 24 âm lịch đó. Mình có đi xuống chợ hoa thành phố Bến Tre. Đó thì có đi ngang cái lô của anh Ninh đó. Anh Ninh là có kênh YouTube là Mai Đa Phúc Nguyễn Ninh đó. Thấy những cây đam Mai Đa Phúc của ảnh đem ra chợ nè. Nở rất là đều á. Cây này gốc nhỏ, gốc có hai mấy à. Nó nở, nói chung là nở không có nín luôn á. Đó, này anh đặt lá ngày 10 15 âm lịch đó. Không có nín nè. Này thì áp dụng thử đặt lá hai lần. Ngày 10 á thì đặt lá khoảng 60-70% á. Đặt ở phía bên trong trước. Đó, rồi đến ngày đặt lá chính đặt hết luôn á, nở rất là đều á. Cây nào cũng vậy đó. Vậy mà khi mà ra chợ năm nay, nói chung là Thủ Đức năm nay nó bị mưa nắng thất thường á, có mấy cây nó nín, có mấy cây nở lọt sọt, có mấy cây đen nụ luôn á. Vậy mấy cây nào dễ nở thì đi chợ mới bán được á. Trước mặt ta là cây mai siêu bông nè, siêu bông ghép khoảng được chừng năm á, đi chợ nè. Giống siêu bông này nó cũng dễ nở á. Nói chung là đặc tính người ta tuyển chọn á, những cái giống nào nó mạnh, nó dễ nở, lẻ lớn á thì người ta chọn nhân giống đi chợ thôi. Hôm nay thời tiết nó thất thường á, nói chung là gần Tết á, dính vô mấy đợt mưa nó lạnh á, nó lạnh gốc nhiều khi nó nín luôn cái cây á. Anh em có tham khảo á, có ghép chơi hoặc là ghép bán á, đây là nhà vườn người ta ghép chuyên nghiệp á. À, bán à, ghép bán rồi. À, những cây đa phúc à. Những cây này ghép là khoảng chừng năm ha, chừng một năm thôi mà đi chợ được á. À, hoa dắt chiều nè, nói chung cái hoa nó có nét cũng gần gần giống như dảo nhung á. À, nở rất là đều á, à. Quá sức luôn á, à. Mới có khoảng chừng năm thôi á. À. Còn già mùa thì nó đạt nữa ha. Nụ to. Nụ to, nụ tròn á. Ghép đóng vào mấy cái đầu cành á, nó lên bông luôn á. Anh em có tham khảo á. Khách người ta tới người ta coi nè, nộp nộp ai cũng trầm rồ á, nở đều á, nở rất là đều, bung sạch sẽ luôn ha. Bung đều hết trơn á. Ưu điểm của giống nè, nói chung là nó nở đều, thời tiết mà bắt lại á, nó cũng có thể là có cho hoa được ha. Rồi, một vài chia sẻ của mình á, đi mình đâu đây. Thấy gì hay hay quay cho anh em xem á. Có cái chúng ta áp dụng nữa. Giống mai đa phúc nè. Nó đa phần mấy là mấy non non ghép bán hết rồi. Ít có cây đi chợ lắm á.